Thưa quý vị, là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục mầm non đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nền tảng phát triển cho trẻ. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, các cơ sở giáo dục mầm non trong tỉnh đã chú trọng đổi mới phương pháp, lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức các hoạt động tạo hứng thú cho trẻ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ghi nhận tại thị xã Sapa. Trường mầm non Hầu Thảo, không gian sạch sẽ, gọn gàng, môi trường học tập xanh mát, đầy màu sắc. Tại đây, trẻ được tự do khám phá, phát triển kỹ năng thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế như đọc sách, đóng vai nhân vật. Không chỉ tại trường chính mà tại tất cả các điểm trường lẻ, trẻ đều được tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng sống. Con rất vui khi được học ở trường mầm non Hầu Thảo. Cô giáo cho sắc con rất tốt. Các hoạt động của nhà trường luôn được quan tâm và đạt được kết quả những cái thành tựu đáng để ghi nhận và vượt trội. Và cũng đã được khối thi đua cấp học mầm non cũng như phòng giáo dục và đào tạo thị xã Sapa ghi nhận và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Hiện quy mô trường lớp cấp học mầm non trên địa bàn thị xã Sapa được sắp xếp phù hợp với 21 trường công lập và 7 cơ sở tư thục, tổng số 264 lớp. Cùng với duy trì phổ cập cho trẻ 5 tuổi tại 16 trên 16 xã phường, tất cả 21 trường đều thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức lớp học, khuyến khích sự sáng tạo của thầy cô trong dạy học và hoạt động ngoại khóa, tăng cường giáo dục kỹ năng, sự tự tin cho trẻ, xã hội hóa, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên trong tạo đồ chơi cho trẻ. Trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ, bồi dưỡng đội ngũ thông qua các cái hội thảo chuyên đề để có thể khắc phục và giải quyết được những cái khó khăn đối với lại giáo dục mầm non trên địa bàn của các vùng khó. Với 17 trên 21 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, thị xã Sapa tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, tạo nền móng vững chắc cho học sinh ở bậc học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.